xong rồi anh em ơi. Nó đâu rồi? Đi. Nó rồi. Em bà Yến. Lên. Anh chị em bà Yến. Mày à. Đừng có chửi. Dám bắn rim. Đâu, lối nào? Làm con bé 14T sang Trung Quốc rồi. Hả? Con bé 14T sang Trung Quốc rồi. Nhưng mà hồi nãy đấy ông thấy bà đó hả? Có trong cái con hẻm này, có một căn nhà hoang trong này nó đang trốn trong này. Nhưng mà có vũ khí không? Nó có vũ khí không á? Thì con mẹ này là nghe nói là đi bán game và là trực tiếp bán luôn, bà bán luôn. Hả? Ừ. Nó hay đánh anh em hiệp sĩ này đã. Nó hay đánh bài. Ông nghe đâu bà này là mắc nợ hay sao mà lại đi bán con mình vậy? Con bé Yến á, đã ấy nói rồi. À. Con bé 14T á. Quốc tế hiện tại bây giờ đang ở bên Trung Quốc chưa về được nữa. Hả? Đó, một thời gian qua thì phải biết là một số anh em cũng đã giải cứu được một số bé. Ui giời. Còn bé ở bên Trung Quốc nó cũng 14T chưa ra được. Trời ơi, tôi đi nổi không? Đường thì có gì đâu không vậy? Kéo đi. Tôi sợ bị mai phục quá ông ơi. Sợ bị mai phục quá. Mai phục hả? Ui giời, tôi rắn. Đâu rồi? Ủa? Thấy rồi. Trong nhà hàng. Chứ là bà lấy 200 triệu tiền bán diêm rồi bán con á. 200 triệu? Ừ. Úi dồi ơi, bán diêm một lần mà 200 triệu. Ông tao bắt. Ông tao bắt. Chia sẻ mặt tay cả nhà ơi, chia sẻ mặt. Ê! Úi dồi. Đi nữa. Bà đấy rồi mà hai chị em nó là hợp tác chót lọt bao nhiêu vụ rồi. À. Đi vô lẹ lấy cả nhà ơi, chia sẻ mặt tay cả nhà ơi. Trời ơi, đường này rung rộng. Đường này dắp chân biên giới hả? Đâu. Cái nhà này không? Đây. Hợp tác. Trời ơi, bé này là bé. Đi bộ, bé bị bán đúng không? Thôi. Đúng. Tôi nghe tiếng khóc ông ơi, nghe tiếng khóc. Đâu. Đi. Cầm anh em cầm. Ôi. Ôi. Bộ thắp. Cái gì? Cái gì vậy? Cả nhà ơi. Ôi. Hai chị em ra đây mua lên. Có ai không? Hai chị em ra đây. Có ai không ạ? Tôi yêu cầu chị ra nhá. Đâu có chạy xì tinh gì kia. Không trốn thoát được đâu, yêu cầu hai chị em ra đây. Hai chị em ra đây nói chuyện đàng hoàng như lên. Hai chị em ra đây nói chuyện đàng hoàng như lên. Đâu rồi? Ui giời. Cái nào nó trốn ở bên đây không? Mệt quá cả nhà ơi. Cái gì? Nhưng mà cái đứa bé đâu? Anh em hiệp sĩ có chừng bị úp sọt nha. Bẫy không đấy. Đứa bé nó bị sao? Mệt quá.
đuối quá thằng nhỉ. Đấy đây này, ở đây có lối mòn, ở đây có một cái lối mòn. Vì một ít tiền mà bán cả con mình bà này chắc là vỡ nợ rồi. Bán số tiền 200 triệu. Con bé nó có 14 này mà ấy rồi đó. 2K9 hả? Nó 2K9 đúng không? Con bé nó 2K9. Ấy vậy mà. Ôi xử ơi, có lối mòn, đi vô. Đúng rồi. Chứ nó có cái nhà hàng nào không? Chỉ mỗi không biết tiền của nó. Hai chị em bà Yên ở đây mau lên. Hai chị em ra đây mau lên. Để tôi úp sọt kia cho. Bà bán qua bên Trung Quốc rồi, bây giờ con bé là sao? Còn sống hay là đã ra đi mãi mãi rồi hả? Bóng dáng bãi cả. Nhà có thật. Này cẩn thận nhé. Bóng có sẽ cả. Ui, sau đây có bãi đất trống không ơi. Ê, cho nó đốt. Có cái áo kìa. Có chừng nó lặn dưới đó. Ui. Ê. Đấy, bóng nhang này. Ghê quá. Đây sao có cái sông, dòng sông to này ta? Chán rồi. Cái ao mà. Nhưng mà bà mẹ ở đâu? Thằng lông kia. Ui dồi ôi, vậy là nó thịt. Rồi nó chạy ra bên kia bố ơi. Thịt đây rồi. Có mẹ nó chơi hay chơi tú sắc ở đây nè, chơi bài bạc ở đây nè. Đá gà nè, lông gà không cả nhà. Cả nhà để lại bình luận cho em đi, cả nhà để lại bình luận cho em đi. Chưa thấy ai bình luận, không biết mọi người có coi được không? Thanh ơi. Hả? Chị gọi kìa. Đâu? Nghe máy đi. Đang phát. Còn số nào không? Rồi, để tự gọi. Để em gọi, em gọi. Xin chào Lâm Vlog nha. Đặt gáp đi để giải cứu con bé đi. Úi ôi. Đặt gáp đi. Đứa bé nó bị bán rồi anh ơi. Lâm Vlog ơi. Ai. Lâm Vlog. Bán rồi hả? Nó bay qua sông rồi, nó chạy qua sông rồi. Chết. Toàn rồi. Cứu rồi con chèm ơi. Ui. Chia sẻ tất cả mọi người nhá. Hiện tại là phát hiện đối tượng đã bắt bé. Đó. Hiện tại tụi em đã giải cứu thành công rất nhiều vụ rồi, bây giờ vụ bán rất là khó. Nó qua bên Trung rồi, em không thể nào mà đưa về được đâu. Nó bé như thế nào? Bây giờ vẫn đang gọi điện để mà cầu cứu và bác xem ạ. Đấy. Hiện tại thì như tất cả bọn nó chỉ không biết là bây giờ nó bao vây kín rồi. Đây này chắc là giao dịch chiến lớn thế này. Mẹ nó bị gì mà bán con cái của mình. Anh em cẩn thận bị úp sụp đó. Của mình. Đấy. Bà ra đây mau. Bà con các chị em chia sẻ mạng tay giúp em nhá. Bà ra đây mau. Hiện tại bây giờ bên phía các youtuber cũng như cộng đồng mạng đang gọi là rất là chấn động cái vụ việc của bé. Hiện tại là bây giờ là nó đang thả bé nó về mau. Đêm qua là gọi điện cầu cứu tất cả các anh em. Đó. Hiện tại là bên ở biên giới của mình. Tụi em đang ở giáp danh khu vực biên giới nha. Tình hình này là không ổn rồi cả nhà ơi. Nãy mày thấy nó có lông vịt ở đây này. Nó bảo là nó ăn vịt, nó sống qua ngày ở đây mà. Thấy không? Nó sợ mọi người làm gì? Đó, nó ăn vịt rồi nó nhậu nhẹt rồi nó đá gà đây mà. Đá gà xong rồi đá gà mà thua đó, là nó thịt ở đây luôn nè. Bà gì là cái bà đồ heo. Cho. Căng lắm rồi đấy. Mày cầm ra cái, mày cầm nó để nó gọi cho con mẹ nó coi. Cứ giữ cái điện thoại nào không? Hiện tại là đang rất là căng của các chị em ạ. Người xem like chia sẻ bàn tay like giúp em nhá.
em sẽ gọi vô cái đầu số bên Trung Quốc. Đứa bé vẫn đang gặp trong cái tình trạng gọi là nguy hiểm mà có xe. Em bây sẽ gọi cái đầu số bên Trung Quốc. Mở miệng ra là bị tụi nó gọi là quấn mà. Cô bác khán giả ơi, các bác khán giả ơi, bây giờ hiện tại em không có dư một cái điện thoại nào hết. Cô em đọc cái số điện thoại cả nhà gọi giùm em nhá. Không thấy đường rồi. Chắc là trong bụi này nè. Trời ơi. Bây giờ mọi người biết là hiệp sĩ công trần là ngày đêm gọi là ráo riết truy tìm. Truy tìm, ngày nào cũng truy tìm hết. Ngày nào cũng là chiếm được con xem. Đéo, nó đòi gửi số nhà. Điên. Và nhóm bọn em sẽ cố gắng gọi là làm vị trí của nó không biết đâu. Để mà đưa cái vụ này ra ánh sáng bọn con xem ạ. Cái gì nhỉ? Đầu đường Võ Văn Vân. Số số 30 Võ Văn Vân. À, cái gì lại? Đâu rồi? Chị tôi gọi. Cô bác ơi gọi cho Xuân hẳn được chưa? Gọi chưa? Cô bác khán giả ơi. Bấm cho em cái số này cái, bấm cho em cái số này. Để tôi đem tìm số cái. Đây. Bé quái bên Trung Quốc. Đầu số. Cái gì đây? Mở cái này từ từ. Đến bên nào rõ rồi đó. Sao rồi? Chú ơi, hiện tại chú sao rồi chú ơi? Chú! Hiện tại sao rồi? Tôi gọi chú nghe máy được không? Chú ơi! Đây là ba của bé nè. Dạ. Ba của bé. Cắm nhang đi. Ba của con bé này. Chú ơi, chú nghe máy không? Bảng rác thế. Bây giờ đây mình làm bao nhiêu phút rồi? Hả? 12. Úi dồi ôi, sao mạng lắm. Chú ơi, nghe có nói không? Từ Zalo chú này không cha của đứa ấy này. Chú Tòng này cả nhà. Chú Tòng đây. Chú nghe có nói không? Điện thoại túi này. Quá ơi, hiện tại đồ đạc điện thoại thiết bị nó yếu quá. Đây. Chú Tòng nghe có nói không? Chú Tòng. Sao ông im vậy? Lát rồi, chị phải lát rồi ông ơi. Chú Tòng ơi. Nghe rõ trả lời chú Tòng ơi. Dành trước thì mất xe. Di chuyển đi. Anh em di chuyển đi. Di chuyển. căn nhà hoang này thôi mà chị em bà Yên coi như là làm cái thủ tục coi như là bán bé 14T làm coi như là tổ chức cái đám cưới giả để coi như là tuồng qua bên kia với danh nghĩa là qua để đi chơi. Quá tinh vi luôn, hết sức là tinh vi. Cái nhà chia sẻ, cả nhà muốn ủng hộ cho tụi em thì cả nhà đừng quên like, bấm cho em cái nút like, bấm cho em cái nút thích cái live stream này nhé. Có dấu vết này, có cái dấu vết. Bám ở đây. Quá mệt rồi. Đâu? Đi đâu rồi? Chuyển ơi. Cái này là cái gì mà ông? Cái này là cái gì ạ? Cái mộ hả? Cái khu này ghê quá ta. Bố cả nhà đây. Cái căn nhà hoang này theo ông à? Có. Không.
đi ra quán nước uống nước đi. Uống khát nước quá. Đi nước uống đi. Nước có bây giờ là chào cô bác nha, lát tôi em lại lên chia sẻ tiếp mọi người nhá.